Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị phóng sự phản ánh một số kết quả của tháng thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhưng trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của tổ chức đoàn các cấp diễn ra trong thời gian vừa qua. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai để đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và công tác quy hoạch cán bộ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, tỉnh đoàn đã báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, những tháng đầu năm 2020. Trong năm 2019, các cấp bộ đoàn đã xây dựng mới 2 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá 960 triệu đồng, 30 công trình thanh niên cấp huyện tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trị giá trên 3 tỷ đồng và 487 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, xây dựng 243 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chung tay cùng tuổi trẻ cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc, tỉnh đoàn Lào Cai đã kiến nghị đề xuất một số nội dung như công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách cho chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố, xây dựng đề án chuyển đổi cung thiếu nhi thành trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai, đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, việc triển khai hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu tỉnh đoàn tiếp tục nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính toàn diện trên tất cả các mặt công tác đoàn, tập trung giáo dục tuyên truyền thế hệ trẻ, triển khai thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng, củng cố xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt quan tâm xây dựng và phát huy vai trò tổ chức đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, đội thiếu niên tiền phong tại cơ sở. Trong quá trình tổ chức các hoạt động phải thực chất trong từng nội dung hoạt động, tạo sức lan tỏa, toàn xã hội quan tâm, ghi nhận sự đóng góp của tổ chức đoàn thanh niên. Để làm tốt điều đó, yêu cầu vai trò lãnh đạo nòng cốt của đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tập trung đưa ra các giải pháp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phong trào đoàn trong thời gian tới. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019, Thành đoàn Lào Cai đã tổ chức chương trình tháng 3 biên giới, ngày đoàn viên năm 2020 với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Lào Cai tri ân các anh hùng liệt sĩ, Tuổi trẻ thành phố Lào Cai sắt son niềm tin với Đảng. Chương trình được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Duyên Hải với nhiều ý nghĩa. Thông qua hoạt động thắp nến tri ân, lao động dọn dẹp vệ sinh các phần mộ liệt sĩ nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ. Cũng trong hoạt động tháng 3 biên giới, ngày đoàn viên, Thành đoàn Lào Cai đã thăm hỏi tặng quà hai gia đình cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch biên giới năm 1979 tại tổ 3 và tổ 6 phường Duyên Hải, hai điểm chốt phòng dịch của các chiến sĩ biên phòng trên địa bàn phường Lào Cai. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh và những chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biên cương, qua đó góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tổ chức đoàn với các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Đoàn Thanh niên xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng vừa tổ chức lắp đặt và bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại thôn Làng Lân, xã Xuân Quang. Công trình thanh niên thắp sáng đường quê có chiều dài hơn 1 km tại thôn Làng Lân với 20 cột đèn và bóng đèn, tổng kinh phí gần 15 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện vào buổi tối, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tham gia chương trình, một số cơ quan đơn vị đã trao tặng hơn 200 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế, 60 chai dung dịch sát khuẩn và xà phòng diệt khuẩn, 100 khăn ướt cao cấp y tế và phát 200 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân thôn Làng Lân, trao 5 suất quà cho đảng viên cao tuổi, người có uy tín và thanh niên tật nguyền, thanh niên chậm tiến trong thôn Làng Lân.
Thưa quý vị và các bạn, Tháng Thanh niên là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ, được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, tháng để thanh niên hành động, cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ cho cộng đồng, xã hội, đất nước. Với 4 tuần hoạt động tràn đầy nhiệt huyết, sôi nổi trong Tháng Thanh niên, nhiều công trình phần việc, hoạt động cụ thể đã được tuổi trẻ Lào Cai tổ chức triển khai, thực hiện và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Phóng sự sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh. Tháng Thanh niên năm nay có chủ đề Thanh niên Lào Cai tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng, với mục đích giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn cho thế hệ trẻ. Tạo đợt thi đua sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh Lào Cai bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cùng với các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu của địa phương. Từ năm 2004, thì Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chọn tháng 3 hàng năm là tháng thanh niên. Thì đây cũng là dịp để cho tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng cũng đã có những hoạt động về sôi nổi, thi đua và nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đóng góp những công sức và của cá nhân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại huyện Bát Sát, ngay sau lễ ra quân tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên huyện Bát Sát phối hợp với chính quyền địa phương thi công đổ bê tông tuyến đường đi qua thôn Láo Vàng Trải, xã Tòng Sành. Đây là tuyến đường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân nơi đây. Có đường mới, giao thông thuận lợi hơn, việc vận chuyển nông sản sẽ bớt khó khăn, cuộc sống sẽ có nhiều khởi sắc. Tin tưởng vào tương lai ấy, ngay trong ngày đầu ra quân, người dân đã hăng hái tham gia cùng lực lượng đoàn viên thanh niên để hoàn thiện tuyến đường đúng tiến độ đã đề ra. Trong những mấy năm trước thì thôn thì cũng rất là khó khăn bởi vì chỉ có cái đường mòn đi lại xe máy đi cũng rất là khó, trời mưa thì nói chung là chỉ đi được một thời gian cũng là rất là khó, thì rất là mong muốn đoàn thanh niên của huyện với tỉnh thì đến chung sức cùng làm thì rất là vui mừng để được cái tuyến đường này hoàn thành để đi lên thôn thì rất là phấn khởi. Đổ đường giao thông nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới chỉ là một trong nhiều hoạt động sôi nổi trong tháng thanh niên được huyện đoàn Bát Sát triển khai. Trong chương trình tháng 3 biên giới, huyện đoàn Bát Sát đã trao 5 suất quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn xã Bản Vược, thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng Bản Vược, tổ chức tuyên truyền về dịch COVID-19 và tặng khẩu trang, dung dịch rửa tay miễn phí cho người dân. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Bát Sát đã tổ chức lễ kết nạp 60 đội viên xuất sắc vào đoàn. Hơn 50 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia san gạt, đổ bê tông công trình thanh niên sân bê tông nhà văn hóa thôn km 0, xã Bản Vược với tổng diện tích 350 m². Tháng thanh niên năm 2020 thì với chủ đề thanh niên Bát Sát tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo 100% các cơ sở đoàn có công trình phần việc thanh niên để chào mừng Đại hội Đảng các cấp cũng như là kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với đoàn thanh niên huyện Bát Sát, những ngày tháng 3 này, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Lào Cai lên cao với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Điểm nhấn trong chuỗi những hoạt động ấy chính là sự vào cuộc tích cực của đoàn viên thanh niên, chung tay cùng toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các đoàn viên thanh niên đã tham gia chương trình giao lưu trực tuyến, trao đổi trực tuyến với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, những thông tin và cách phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, trong thời gian vừa qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức thiết thực để chung tay cùng tuổi trẻ cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19, như phát gần 40.000 tờ rơi, affix, pano, tổ chức trên 400 buổi tuyên truyền trên loa phát thanh và gặp trực tiếp nhân dân, xây dựng, đăng tải trên 400 bài viết, tin bài tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do Tổ chức Đoàn Quản lý về Thông tin Chính thống tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tổ chức phát trên 151.000 chiếc khẩu trang miễn phí cho nhân dân, đoàn viên thanh niên, trong đó có 10.000 chiếc khẩu trang trao tặng cho huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, tổ chức trao tặng trên 7.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, trên 4.000 bánh xà phòng cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới.
trên tinh thần là các em học sinh sáng tạo, thì các em lại có ý tưởng là pha chế nước rửa tay như thế là tiết kiệm chi phí rất là nhiều, thậm chí là rẻ hơn gấp đôi, gấp ba so với lại giá thị trường. Thế cho nên là nhà trường khi đề xuất thì đoàn trường cũng rất là ủng hộ các em và đã đóng góp những kinh phí đầu tiên, và có những thầy cô mà đã ủng hộ nhiệt tình trong giai đoạn đầu tiên thì mua toàn bộ những chai để ủng hộ cho các em. Trong đoạn đầu tiên chỉ sản xuất được 200-300 chai thôi. Sau đó thì sau khi mà nước rửa tay diệt khuẩn đã được kiểm nghiệm và được phát đến các điểm trường khó khăn ấy, thì đã nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ cộng đồng. Hoạt động trong tháng thanh niên sẽ tạo động lực rất tốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp bộ đoàn trong năm 2020. Một năm với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn Lào Cai sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, triển khai tốt các phong trào hành động cách mạng của đoàn thông qua nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, góp phần tạo môi trường cho các bạn trẻ học tập, phấn đấu và rèn luyện, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Chương trình truyền hình thanh niên tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.